Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình làm video hướng dẫn các bạn cách sử dụng treo VPS để không bị sập, rủi ro thấp nhất. Điều thứ nhất là mình nói là cái cách này áp dụng cho tất cả các VPS siêu VIP nhé, kể cả VPS Việt và VPS Sinh. VPS Việt thì không thể sập được nhưng mà nó cũng sẽ giật và lag. Còn VPS Sinh thì nếu mà treo không đúng cách thì sẽ rất dễ bị sập. Bị sập thì mình là người bị thiệt hại và các bạn là người không có VPS để treo. Và các bạn nào muốn treo được đúng đủ và lâu thì hãy làm theo video này. Mình sẽ hướng dẫn từng chút nha. Đầu tiên là không được bật auto nhiệm vụ tuần hoàn và nhiệm vụ linh thú khi treo qua đêm. Mục đích là để tránh và cái lúc nửa đêm ấy, lúc 00 giờ ấy, tất cả các ác chạy đi làm nhiệm vụ thì nó sẽ bị tăng CPU đột ngột nhé. Như vậy thì nó sẽ rất dễ gây ra sập VPS ở đây này. Khi các bạn treo, ví dụ các bạn treo ở map đánh quái bình thường như này thì các bạn không được click vào cái chỗ nhiệm vụ tuần hoàn và nhiệm vụ linh thú này nhé. Các bạn không được click vào, các bạn chỉ được ấn vào cái nút treo máy thôi, hoặc cùng lắm là kiến thức nhận giả thôi. Các bạn không được click vào nhiệm vụ tuần hoàn và nhiệm vụ linh thú. Còn khi nào các bạn rảnh ấy, các bạn có nghĩa là không không phải cái lúc 00 giờ, còn cái lúc thời gian nào các bạn rảnh thì các bạn lúc đấy các bạn hãy làm nhiệm vụ tuần hoàn hoặc nhiệm vụ linh thú nhé, chứ các bạn không được ấn cái nhiệm vụ rồi để treo qua đêm. Đấy, điều điều thứ nhất là như vậy. Điều thứ hai là không được bật về làng hồi sinh, và mua thức ăn hoặc HP MP bằng bạc khóa khi mà đã hết bạc khóa nhé. Cái đấy là như thế nào này? Để bật, các bạn hãy dùng cái nút là dùng vàng hồi sinh như này. Vậy thì khi bị quái đánh chết hoặc một người khác đánh chết thì nó sẽ tự hồi sinh ngay tại chỗ luôn. Các bạn không cần phải chạy về làng nữa. Và khi chạy về làng thì sẽ rất dễ bị kẹt map. Kẹt map thì nó sẽ gây ra tình trạng giật ấy. Giật thì sẽ tăng CPU. Cho nên các bạn là không không dùng cái nút quay về điểm chết nhé, các bạn dùng cái nút dùng vàng hồi sinh này cho mình. Còn bạn nào mà treo ít ắc thì mới dùng cái nút quay về điểm chết, còn bạn nào muốn treo nhiều ắc thì dùng cái nút dùng vàng hồi sinh này. Các bạn lưu ý là cái này cũng áp dụng cho là mua thức ăn hoặc HP MP nhé. Ví dụ các bạn mà hết bạc khóa rồi ấy, thì các bạn không nên dùng cái chức năng auto này, các bạn bỏ bỏ chọn đi. Còn nếu mà các bạn có đủ bạc khóa thì các bạn hãy mua dùng auto. Tại vì khi mà các bạn hết bạc khóa mà các bạn cố tình mua thì không mua được, đúng không? Không mua được thì sẽ gây ra tình trạng giật và lag. Giật lag rất dễ gây ra đầy đầy bộ nhớ, đầy CPU và RAM. Nên các bạn lưu ý cho mình, điều thứ hai là như vậy. Điều thứ ba là tối ưu bật giảm RAM và fix Java khi treo nha. Tối ưu như thế nào? Đây, các bạn vào từng app cho mình, các bạn ấn vào cái nút menu này, cái mũi tên ở trong game ấy, mũi tên bên trái này, chọn vào cài đặt nhá. Rồi sang cấu hình này, các bạn chọn hỗ trợ treo máy này. Chọn hỗ trợ cho mèo máy và ẩn người chơi khác, ẩn hiệu ứng giúp mình. Lưu ý là khi các bạn treo, ví dụ treo xong cái ác này rồi thì các bạn phải chọn là vào màn hình tối ưu nhé. Các bạn chọn màn hình tối ưu rồi ấn nút ẩn ở trong cái tool đi, là cho nó ẩn game đi, chứ các bạn không được để màn hình chuẩn hoặc màn hình đen nhé. Các bạn phải để màn hình tối ưu.
và ấn nút ẩn đi. Lưu ý là các bạn không cần dùng cái nút tối ưu ở trong tool, mà các bạn chỉ dùng nút màn hình tối ưu. Các bạn hiểu không? Dùng nút màn hình tối ưu chứ không dùng nút tối ưu nhé. Nút tối ưu hiện tại nó là vô tác dụng rồi, không không có tác dụng nhiều lắm đâu. Nên các bạn dùng cái màn hình tối ưu khi treo thôi. Muốn trở lại bình thường thì các bạn chọn màn hình chuẩn. Rồi. Còn một điều nữa. Là các bạn phải ẩn chat thế giới cho mình. Đây. Các bạn click vào cái khung chat nhé. Click thẳng vào. Rồi chọn vào cái biểu tượng bánh răng cài đặt này. Các bạn ẩn âm thanh chính đi, ẩn âm thanh thế giới đi. Tin làng, tin thế giới, tin hệ thống, các bạn không cần thì các bạn cũng bỏ chọn hết cho mình đi. Tóm lại là ẩn được cái gì thì ẩn nhá. Tại vì khi mà các bạn treo lâu mà nhiều người chat spam thì nó cũng sẽ tăng CPU hoặc là tăng RAM lên. Nên các bạn ẩn hết đi. Cái nào không cần thiết thì ẩn đi. Tại vì đây là chúng mình treo game chứ không phải là chúng mình chơi game ở trên cái VPS nhé. Các bạn ẩn hết tất cả các tin đi. Các bạn nhớ là ẩn nhé chứ không phải bật lên. Ví dụ ở chỗ này âm thanh nhạc nền hoặc âm thanh hiệu ứng này các bạn không được click vào nhé. Không 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 chọn vào nhé. Cái nào ẩn được thì ẩn đi. Rồi. Đấy là cách tối ưu. Tối ưu có nghĩa là dùng màn hình tối ưu này. Ẩn âm thanh hiệu ứng này. À đây, mình để màn hình tối ưu, ẩn game này. Bật giảm RAM và bật fix Java. Bật giảm RAM kiểu gì? Thì khi VPS thuê về thì mình sẽ cài sẵn bật giảm RAM và fix Java rồi nhé. Nếu mà các bạn chưa thấy nó chạy thì các bạn ấn vào cái chữ hai giảm RAM ở trên màn hình này này. Cái biểu tượng hình bánh răng này, hai giảm RAM nhé. Rồi các bạn cứ để đây cho nó tự chạy. Các bạn có thể thu nhỏ nó lại, thu nhỏ lại cũng được. Vậy là đã bật giảm RAM rồi. Còn fix Java thì các bạn click hai lần vào cái chữ fix Java v2 này cho mình nhé. Rồi các bạn nhìn thấy biểu tượng ở dưới góc màn hình có cái biểu tượng đồng hồ ấy thì đã bật thành công. Các bạn chỉ cần cho hai cái phần mềm này nó chạy ngầm thôi, không cần phải click hay là cài đặt hay là điều khiển gì nữa. Các bạn chỉ cần quan tâm đến tool và game. Và một điều lưu ý cuối cùng là các bạn treo đúng số ắc quy định khi thuê VPS, không được treo hơn số ắc. Nếu các bạn treo hơn mà mình phát hiện ra thì các bạn sẽ không được bảo hành VPS. Mình sẽ phải làm chặt cái vấn đề này vì một số bạn rất lạm dụng treo nhiều số ắc hơn so với quy định. Tất nhiên là lúc đầu các bạn treo thì CPU nó sẽ còn chống rất nhiều. Nhưng mà các bạn treo lâu thì theo thời gian nó sẽ tăng CPU. Nên mình đã khấu hao đi cái phần CPU thừa ra và các bạn không được treo quá số ắc nhé. Các bạn treo đúng đủ theo yêu cầu, không được treo quá. Treo quá mà sập sẽ không được bảo hành. Mình nói trước nhé. Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng VPS làm sao để cho giảm bớt tình trạng sập giữa chừng, sập đột ngột và không được bảo hành. Nếu mà các bạn nào mà sử dụng đúng mà vẫn bị sập ấy, thì mình vẫn sẽ bảo hành bình thường. Mình bảo hành đủ 30 ngày cho các bạn. Các bạn lưu ý tuân thủ đúng 4 nguyên tắc này cho mình. Và nếu mà bạn nào mà bị sập VPS nhiều mà không muốn dùng VPS sinh thì các bạn có thể đổi sang VPS Việt cấu hình tương đương hoặc là nâng cấp lên VPS Việt. Các bạn lưu ý là đây không phải là lỗi do VPS mà là lỗi do cái bản update sự kiện Tết này, nó rất nhiều lỗi luôn.
Một là cái lỗi lỗi Java này, hai là lỗi kẹt mát, ba là lỗi giật giật đơ khi quay về làng hoặc là khi trên ấy, hoặc là làm nhiệm vụ mãnh thú linh thú ấy. Các bạn lưu ý là dùng thì phải tuân thủ theo nguyên tắc giúp mình để cho nó giảm bớt tình trạng sập giữa chừng và các bạn treo game được hẳn hoi yên ổn. Còn không nên lạm dụng treo quá số up, sập thì sẽ không được bảo hành. Chào tạm biệt các bạn nhé. Có nhu cầu thuê VPS theo game, truy cập ngay facebook.com/vps lặng lẽ.